rồi giờ phút này thầy cũng xin nhắc lại với các anh này, với quý vị này, quà hôm nay đó là sẽ gửi đến bà con chúng ta là một bao gạo 10 kg nhé, một thùng mì, một bì bánh, một gói bột nêm, và thầy sẽ lì xì cho quý vị một cái bao thơ để các quý vị ăn Tết, được chưa? Được chưa? Và bây giờ thầy xin mời anh trưởng thay mặt cho đoàn có đôi lời gửi đến bà con chúng ta hôm nay. Xin mời anh trưởng. Anh Di Đà Phật kính cảm ơn thầy Hạnh Tấn là hội chữ thập đỏ của địa phương đã tạo điều kiện cho đoàn của mình đến đây để chia sẻ tấm lòng của một cái những cái người thành phố có thể là nói là may mắn hơn mọi người ở đây. Một chút quà để mọi người gọi là có cái để ăn Tết, chỉ có là đó là tấm lòng của những người mà thành phố cũng như là những cái người bè bạn của riêng mình để mà gửi đến mọi người, chứ còn không phải ở đây không phải tất cả mọi thứ ở đây là đều do của bản thân của mình xin sự đến bà con đâu, có của bạn bè cùng chung tay và có cả những người đi phụ giúp hôm nay. Rất cảm ơn bà con cũng như là một lần nữa cảm ơn thầy Hạnh Tấn cũng như là hội chữ thập đỏ của địa phương. Hy vọng rằng đó là không phải đây là lần đầu mà không có tiếp những lần sau. Hy vọng rằng đó là Tết năm sau cũng sẽ gặp lại bà con, mà Tết năm sau hy vọng là gặp ít người hơn, tại vì thế trong mỗi năm mình phải tiến lên mà người nghèo phải giảm bớt đi cho nó được tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ rồi, giờ xin trân trọng cảm ơn anh trưởng và đại diện cho đoàn, và bây giờ nữa xin mời cô Minh hội chữ thập đỏ của thị trấn Linh Văn là cũng có đôi lời, xin mời cô Minh và cô mời mấy vị trong đoàn mình. Dạ mấy bạn thích lo chuẩn bị. Lát nữa đó thầy xin phổ biến này, quý vị bà con chúng ta nghe rõ mà, nghe rõ mà, tức là hôm nay phát quà là thầy có gửi trên tay mỗi vị là một cái giấy mời, thì khi nào đó quý vị nhận quà là quý vị phải gửi lại cái giấy mời, đồng ý không? Vị nào không có giấy mời thì xin là vui lòng là chùa không thể phát được hôm nay, bởi vì làm theo đúng tổ chức và đúng cái quy trình của nó nhé. Dạ cái đó em không biết rồi, cái đó do chỗ thầy sắp xếp, em chỉ là phát thôi, em chỉ đưa quà lên thôi, còn phát là chỗ thầy sắp xếp. Dạ nếu mà anh ấy thì anh thì anh nhắn sớm chứ không sao đâu ạ. Qua bên này có người phát mì, rồi có người phát bánh, có người phát bột nêm, rồi có người lì xì cho quý vị, mà người lì xì đó là thầy. À tôi hiểu không, thầy lì xì quý vị vui không ạ? Cho chàng bớt tay ngày sang năm mới đó là thầy là thầy mong muốn là quý vị là không có đen như ngày hôm nay, thì đi lặn cực khổ đen quá, thầy đây thì trắng quý vị đen quá, có đen không? À cứ lên sang cố gắng trắng lên chưa? À, rồi bây giờ mời cô Mê nè. Kính thưa đại đức Thích Hạnh Tấn, cùng kính thưa toàn thể quý bà con anh chị, các vị huynh mạnh thường quân từ đã không còn thầy được xã Cao Thôi từ thành phố Hồ Chí Minh để về đây chia sẻ cùng với bà con của dân thị trấn Linh Văn với những món quà đầy ắp tình cảm thương. Thay mặt cho toàn thể bà con của tỉnh Linh Văn cũng có nhiều hơn, xin kính chúc thầy Thích Hạnh Tấn cùng các nhà hảo tâm mạnh thường quân từ tặng thầy đi, tặng thầy đi, râu răm ở lại chịu đời đắng cay cho nên râu răm nhận qua đi, đó đúng rồi, chính xác.
đó. À, xin chân thành là cảm ơn một món hoa tươi thắm nào của đại diện hội chữ thập đỏ của thị trấn là gửi đến cho thầy. Vì vô nhận giùm con. Không mời anh trưởng của đây. Đồng quay để nhận cái món hoa của thị trấn mà. Đề nghị bà con chúng ta nhiều lên trong một đàm hôm nay nha. Đàm hôm nay thật lớn đây nha. À, hoa gì đó. À, hoa hồng nào mà chẳng có gai. Đúng không ạ? Hoa hồng nào mà chẳng có gai, làm người ai cũng có một hai lỗi lầm, đúng không? Quý vị thấy có bông hồng nào mà không gai không ạ? Có hoa nào không gai không? À, cho nên làm người ai cũng có một hai lỗi lầm. Trong cái hoa hồng là đẹp á, nhưng mà giờ cũng có chẳng đứng tay nha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, rồi, thầy xin cảm ơn. Và bây giờ thầy mời tất cả bà con chúng ta đứng qua bên này hết này. Thầy mời bà con chúng ta. Cảm ơn anh nhiều. Tiến con này hết này. Tiến con bên này hết này. Dạ. Qua bên kia. Thầy ơi, anh ảnh bị khiếm thị, thầy giúp cho anh lại trước đi. Dạ. 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 Anh dạ mấy cái ghế đi con ơi. Qua từ nãy giờ. Đây nè. Đi theo cái đưa hàng ghế này. Bây giờ nè, bà con chúng ta đứng ở đây nè. Để thầy người ta mới không vào. Không, để thôi, để thầy phổ biến lại. Bây giờ này thầy đi nghe này. Bà con chúng ta nghe rõ không? Không, từ từ đi. Bà con chúng ta nghe rõ không ạ? Bây giờ này thầy đi nghe này, bà con chúng ta cứ lầm nhận ai đừng có hay không chen lắm được không? Có được không ạ? Tức là bây giờ các quý vị này vô cái cửa bên này này, đưa cái lá phiếu từ cái cửa bên này nhá. Xong quý vị đi qua này, nhận bó gà. Vậy cần nhiều có cái bó hoa cái gì? Qua bên này, nhận bánh, nhận đồ, rồi đi qua bên kia nhận biệt thờ xong nó cắt. Tội nghiệp không? Có được không ạ? Rồi, à, bây giờ từ nhé. Rồi bây giờ là chứng minh thời là xét phiếu này, đi vô, rồi đưa. Quay được đó, đúng rồi thầy. Đi thẳng qua cái chỗ sau hàng ghế luôn đó. Rồi đi qua đây. Rồi qua đây, thầy đứng đây, thầy phát bao thư. Thôi thầy phát đi thầy ơi. Con nói thầy rồi, rau răm ở lại chịu đời đắng cay cho nên rau răm làm chị gái đi chứ còn con không có lấy đâu. Cứ từ từ nhận đủ chứ để thiếu à. Dạ rồi, ok. Từ từ ba con tiền. Rồi, ok. Bao thư là ra tới đây mới lấy. Đó, rồi ra đây. Anh đứng ở đây nè. Không sao đâu, chị sao. Rồi. Rồi, ai xong rồi đi ra luôn cho khỏi mất công vướng víu. Rồi, ai xong rồi ra luôn nha. Gì phụ phát gì? Gì phát kệ. Ờ thì ai đi ra cái phát. Một người mỗi phát một thứ thôi. Em phát ấy thì ở làm sao phát kẹo, bánh kẹo chứ đừng có phát hai ba thứ. Em phát bột nêm thì người nào phát mì thì em phát bột nêm. Vậy đi khỏi mất công.
Cứ từ từ, ai có phiếu là có quà mà, không có thiếu đâu. Rồi đó. Mày sao ôm được? Không chịu đó. Không chịu. Nó theo mày. Rồi. Rồi bà đi theo mấy ấy nhận đi bà. Ủa nó có phiếu không? Rồi. Ai có quà cũng Tết cho nó vui rồi, xong mọi người yên tâm. Rồi. Đó vậy là bài bản. Rồi. Đó thầy phát đi trong quay nè, con đang trực tiếp cho hả không đó. Hai phần rồi. Thiếu mà phải kiện chứ. Đây nè, bà lấy bao thư kìa. Rồi, hai phần lận thầy, cái đó hai phần lận thầy. Hai phần. Hai phần lận, vô lấy phần bao thư nữa. Rồi. Cứ một phần, hai phần là phải báo nha. Thầy lì xì thiếu mất công nữa. Đó. Đó, đó, rồi. Từ từ, từ từ, phải nhận báo thư. Ôi. Bưng em bé, đợi em bé. Hai phần. Rồi. Cứ từ từ, cứ từ từ, không có mất đi, có cái phiếu là có quà, không cần gì phải chen. Hai suất, hai suất. Quà nhiều lắm, con nhỏ bê không hết đâu, nhờ ai giữ con. Ai mà có con nhỏ nhờ giữ đi mới bê quà hết được. Quà nhiều lắm nha. Ồ, mặc áo vàng cái nổi lên liền ha. Đạo mạo liền nha. Cứ vậy thôi là nó khỏi có lộn xộn rồi, ở bên trong này phát nó cũng dễ lắm này. Nó ào vô một cái là mất công lắm. Dạ.
quyết định bài bản. Dạ. À, cảm ơn Hùng Nguyễn. À, quà hôm nay đợt này nó hơi nhiều cho nên là phải khỏe mới phát được. Đó. Phát quà mà chơi đeo khẩu trang lại sao mà ta biết ai đâu phát quà nữa không? Phải đó. Thôi kệ, ráng đi, nắng một chút xíu rồi phát quà. Kìa kìa, có ai rơi bên rên rên giùm bà kìa. Lấy bao thư rồi chưa? Lấy bao thư chưa? Sao đi đường đó hả? Đừng có đi đường tắc ngang. Đi đường đó chứ Tứ. Đi đường đó là sót á. Dạ. Đi đường đó là sót á. Cầm ghế lại, đừng có đi đường đó. Cầm ghế lại. Cầm ghế lại lên. Có cái phong bì về ăn Tết mà rớt là thôi xong rồi. À, chậm 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 chậm, để nó đây đi, không ai lấy đâu. Rồi. Lấy xe vô cũng được. Rinh từng cái ra thôi. Đúng rồi, cầm cái bì thư đi. Sau nhiều lần trì hoãn thì hiện tại thì mình đang đi làm từ thiện ở Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, phát quà cho bà con nghèo của thị trấn Đinh Văn. Nói chung là đợt này gần Tết cho nên là kinh phí cũng không có nhiều, cho nên mình chỉ phát có khoảng 2 tấn gạo với 200 thùng mì, rồi 200 bịch bột nêm, cộng với 200 phần bánh, với một cái bì thư và chục ngàn cho mọi người ăn Tết. Chào Phúc Bùi nha, chào mọi người. Nói chung là nãy giờ quay mọi người lãnh quà không à, thiếu mặt của mình sợ mất đẹp trai cho nên là chen vô nó nhiều chút xíu thôi. Coi như là đoàn từ thiện phát quà đã chăm chỉ quá ha. Coi mặt coi dạ bữa nào dịp sau có dịp là mình đi nữa. Đây là mấy gương mặt của bộ không? Bộ chăm sóc chứ, người nghèo phải không? Đó đây mình lập cái bộ đàng hoàng với bộ. Cứ từ từ phát nha, coi chừng sót người hoặc là dư người, mất công thiếu quà là mình ngại lắm. Dạ. Đi lấy giùm nữa mà. Dạ, người có đi lấy giùm nữa. Nói chung là người quá 200 phiếu rồi thì cứ phiếu là do Hội Chữ Thập Đỏ họ đại diện họ phát giùm mà. Cho nên là chắc chắn là hộ nghèo không có gì đâu.
Dạ chỗ thầy đây cũng có người ôm rồi phải lo. Có người ôm rồi chứ để bác công sợ mọi người sợ thiếu quà. Rồi xong ra nhận hai bao thư. Người nào dư thì vô tay lên. Điều gì? Đang live stream trực tiếp á, có 300 anh em coi à. Khiêng bánh nó ra đây em. Rồi. Ôi, một đống quà là giờ là còn hết còn không? Hết rồi, còn hết. À, cảm ơn Bình Lưu nhiều. Rồi, xong xuôi là có phước rồi, vô lễ Phật nữa là ngon lành liền. Có gì đâu mà quá ok em. Dạ, cái gì? Yên tâm đi, đừng có sợ đen, làm phơi nắng đi, làm việc phước về trắng hơn à. Rồi ăn Tết vui vẻ. Ơ à, đi. Đây. Rồi còn 10 phần đó hình như là của chùa. 10 phần hả, là người ta chưa tới lại. Người ta nhiều khi đi làm chưa có về, chưa có ghé lấy. À, người nhà tới sau mới có thần tự phát phiếu hết rồi. Bây giờ thầy xin hỏi giờ đây ai còn phiếu mà chưa được quà không ạ? Rồi. Rồi đứng đây, mọi người đứng đây hết tấm đi. Mọi người đứng đây tập trung hết đứng tấm có một tấm hình với. Đứng xích xích đây nè thầy, đỡ nắng đây. Thầy xích lên đây nè, đỡ nắng đi. Ừ. Rồi đứng vô đây. Rồi thôi xong rồi mình chụp hình nha. Để tí nữa mình đăng cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người coi xem buổi live stream.
Dạ.